Xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn Những cái công việc Chuẩn bị những công việc cấp thiết cần phải làm Trong cái thời gian cuối năm Đối với những cái vườn bưởi của chúng ta Thì đặc biệt là thời gian cuối năm này Thì đối với các nhà vườn cũng như những người Trồng cây ăn trái này Rất là bận rộn Vừa thì thu hoạch quả này vừa thì lại phải chăm bón cây để tiếp tục cho một cái mùa mùa vụ mới bên cạnh là những cái cây chăm sóc và chăm bón cho những cái cây đang chuẩn bị cho thu hoạch và những cây đang cho thu hoạch thì rất là bận rộn các bạn ạ và những cây và trong khi đó chúng ta lại phải dành một chút thời gian nữa để chăm sóc những cái cây đang thì trồng cũng đang trong thời gian phát triển có rất là nhiều công việc chúng ta phải làm trong thời gian cuối năm Đấy, người nông dân rất là vất vả cái cái thời điên cái thời gian này các bạn ạ thì hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn à, cái công việc tiếp theo cần phải làm đó là một cái công việc đó là một công việc rất là quan trọng đối với chúng ta làm vườn, đặc biệt là trồng cây có múi, nói chung và trồng cây ăn quả hoặc trồng 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 uh, cây bưởi nói riêng thì uh, để được một cái mùa vụ sai chữ quả cũng như là một cái vườn cây xanh tươi đẹp đều tán tròn đều thì chúng ta cần phải làm những công việc gì hôm right, nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một công việc tiếp theo đó là công việc tiệc cành tạo tán cho cây bưởi à, thời kỳ cuối năm thì những công việc chuẩn bị cho việc tiết năm thì những video trước mình cũng chia sẻ cho các bạn rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ những công việc tiếp theo đó là tỉa cành tạo tán cho cây bưởi à, thu hoạch đang thu hoạch và những cây bưởi đang phát triển nha các bạn thì những cây bưởi đang phát triển thì chúng ta thu hái xong có nghĩa là sau khi thu hoạch quả ở những cây bưởi mà đang thu hoạch ấy các bạn, thì à, khi chúng ta thu hoạch xong, có nghĩa là đang à, thu hái quả xong, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải tỉa cành, tạo tán để cho cây được thông thoáng và sạch vườn, à, cắt tỉa những cành vượt để cho cây à, dồn dinh dưỡng xuống để 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 cho những cành quả à, ủ mầm hoa để bắt thêm một cái mùa vụ mới cho thắng lợi các bạn nhé thì đấy là những cây cây những cây mà chuẩn bị khai thác và đang cho khai thác thì bắt buộc chúng ta phải tỉa cành tạo tán cho thông thoáng và cắt những cành vượt các bạn nhé cắt tỉa những cành vượt cắt hết cành vượt đó nếu chúng ta mà không đặc biệt những vườn chúng ta có lộc đông những cái lộc đông mà nó không theo ý muốn của chúng ta chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta cắt tỉa hết để cho một mùa xuân nó ra một à, lâu lọc đều đẹp và nó dồn dinh dưỡng xuống để cho cho những cái cành nó uh, ủ mầm hoa và nó cho ra hoa một cách khỏe mạnh và đỗ nhiều nha các bạn đó là những cây chuẩn bị khai thác năm nay và đang thì khai thác còn những cây phát triển uh, như thế này và đây trước màn hình chúng ta là những cây đang phát triển uh, mình mới rồng thì uh, có một cái tán đẹp như thế này thì hoàn toàn chúng ta phải áp dụng kỹ thuật bắt đầu từ cuối năm các bạn ạ đó thì thời gian cuối năm này chúng ta phải tỉa cành tạo tán cho làm sao. Đó thì những cái cây phát triển để được một cái tán đẹp, chúng ta phải tạo tán ngay từ đầu, từ lúc trồng các bạn ạ. Đây là một cái cây à, mình đã để 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 nuôi cành cấp 1, cấp 2 lên rất là cao, khoảng độ tầm 90 phân đến 1 mét các bạn ạ. Thì sau này cái tán nó ủ xuống rất là thì nó mới vừa tầm, có quả nó ủ xuống thì rất là đẹp và rất là thuận tiện cho vấn đề là mình 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 mình, mình chăm sóc và uh, phụ vun tưới nha các bạn nhé còn ở đối với các bạn ở đồng bằng có cái đồi phẳng phẳng thì mình khuyên các bạn nên trồng tạo tán cho cái cây cũng như cái cảnh cấp 1 lên cao một chút nó khoảng tầm 90 phân đổ lên thì mình thì bắt đầu nó mình nó mới tạo tán ra thì cây nó rất là đẹp sau này tán nó ủ ra đều đẹp và chăm sóc rất là dễ luôn còn với đồi mình thì địa hình nó là đồi dốc này các bạn địa hình rất là khó đất đai cằn cỗi lên mình chăm sóc rất là là vất vả thì mình uh, tạo tán có thể là thấp hơn <laughs> tạo tán thấp hơn cho các bạn ở vùng uh, vùng đồng bằng thì uh, thì uh, đối với những cây như thế này tại sao mình bảo là phải tỉa cành tạo tán cho đều ở cuối năm thì chúng ta biết đấy thì thời kỳ cuối năm đấy thì thời kỳ cuối năm là chúng ta đất đai nó cằn khô như này và cây nó tạo hạn như này đấy nó chưa ra lộc các bạn nhé thì những cây như thế này thì mình đã tạo tán ngay từ đầu, từ lúc trồng rồi. Nên giờ tán nó rất là đẹp các bạn. Đặc biệt là những về cuối năm thì mình tạo tán, tán rất là đẹp, đều đẹp này. Riêng hàng cây này, tán rất tròn và đẹp nha các bạn. Thì mùa xuân này nó ra một lớp nữa thì rất là đẹp luôn, đều đen chắn luôn. Thì cảnh quả rất là nhiều luôn các bạn nhé Đấy. Thì chúng ta tạo tán ở đây. Chúng ta sẽ tỉa thông thoáng những cái cây mới phát triển này chúng ta tỉa thông thoáng cho cây và những cây có lộc những cây nào mà nó phát triển có lộc à, đông Đấy, thì chúng ta không để đẹp không để theo ý muốn chúng ta chúng ta có thể cắt hết các bạn nhé chúng ta cắt hết tỉa hết để cho xuân nó ra một lớp đồng đều luôn các bạn nhé và những cành vượt và tất cả những cành vượt đó, thì tí mình sẽ chia sẻ cho các bạn đây đây là những cái cây rất là tán rất là đẹp này đó, hàng cây này mình tỉa rất là ok luôn sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái những cái cành vượt cành vượt để 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 các bạn xem và đây là một cái cây rất là có rất là nhiều cành vượt nữa các bạn đó thì thì cái cây này mình sẽ chỉ cho các bạn rõ ràng và đây là cây này nó rất là nhiều cành vượt thì vài hôm nữa trước khi tưới nước trở lại là mình sẽ phải cắt tỉa hết các bạn cắt hết tầm này Đấy, cắt hết các bạn nhá cắt hết cái cành vượt này đi Đấy, để nó nuôi những cành này và những cái cành bên dưới này nó nó phát triển lên để tới đây nó ra lộc đều đặn đều đặn hết thì nó sẽ phát triển lên đều đặn Và mà nó phân chia tán rất là đều luôn các bạn nếu chúng ta không cắt tỉa những cành này đi thì nó sẽ ra lộc tập trung phát triển nó dồn dinh dưỡng lên nuôi những cành này nó lên rất là khỏe luôn các bạn ạ Đấy, thì nó sẽ kéo theo là những cành dưới này không không có dinh dưỡng để ăn thì cái cành dưới này không ra được lộc mà ra lộc rất là kém luôn Đấy, thì cây mình tán sẽ bị lệch và rất là xấu luôn các bạn nhé và sẽ không có cành quả luôn Đấy là cái công việc tạo tán như vậy Thì chúng ta sẽ tạo tán Chúng ta cắt tỉa làm sao nó đều tròn đẹp Ở cuối năm này Đấy, Những cái vườn mà mình không theo ý muốn của mình Thì các bạn có thể tỉa tròn hết Cuối năm hết xong đó thì 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 các bạn Tươi nước trở lại Ủ mầm hoa và ra xuân Lộc sẽ ra một cách đều chăn chắn luôn các bạn ạ. Và cứ như vậy Những lớp lộc như vậy thì nó sẽ ra đều 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 dần dần Cây chúng ta rất là đẹp luôn Đấy Thì À thì cái thời gian cắt tỉa những cái cành này Thì thời gian chúng ta cắt tỉa là vào thời gian Từ cuối tháng 11 và đầu tháng 12 Đó. Trước trước và trong khi chúng ta tưới nước trở lại cho các bạn nhé Đấy, Thì chúng ta không thể làm được Cùng một lúc thì chúng ta có thể là là, là cắt tỉa trước Xong đó chúng ta tưới nước trở lại cho cây Thì cái thời gian, thời điểm tưới nước Thì mình đã chia sẻ cho các bạn rồi Thì mình cắt tỉa đi Và mình tưới nước trở lại cho cây chúng ta không thể làm được trong một lúc thì chúng ta có thể là tưới nước trước và chúng ta cắt tỉa cho cây trong vòng 1 đến 2 ngày sau khi tưới nước các bạn nhé không thể kéo dài được nếu chúng ta mà tưới nước ủ mầm hoa rồi đấy. đấy chúng ta phải 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 cắt đi để cho nó dồn dinh dưỡng xuống để để chúng ta tưới nước trở lại thì nó sẽ là phân tán độc nó phân tán ra những cái cành, cành 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 na đấy, những cành thấp này đấy, nó khỏe nó khỏe mầm rồi khỏe những mầm mầm lộc rồi mầm hoa để để cho cái uh, mùa xuân nó bung ra các bạn đấy thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm một thời gian đấy còn chúng ta cắt tỉa muộn chúng ta cắt tỉa muộn thì những cái cành nó dồn dinh dưỡng lên trên cành trên rồi thì những cành dinh dự cành dưới này nó không ủ được thì cây phát triển rất là kém nhé các bạn đó thì hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn một cái công việc nữa đó, đó là công việc cắt tỉa tạo tán thì các bạn biết đó thì nếu chúng ta làm được đều đặn như vậy Cắt tỉa tạo tán được đều đặn như vậy Thì một cái lợi ích chúng ta đem lại cho chúng ta là gì Thứ nhất là mùa xuân nó ra lộc một cách đồng đều Tán đều đẹp Thứ hai lộc nó ra đều Nó già đều Nó già cùng một lớp thì sâu bệnh ít có cơ hội xâm nhập Nếu chúng ta mà không không cắt như vậy Không cắt tỉa đều như vậy Thì lộc chúng ta cây ra trước cây ra sau Cây ra trước cây ra sau thì sâu bệnh nó sẽ cơ hội xâm nhập rất là lớn của các bạn ạ, ra riêng nhện đỏ, rồi thì sâu làm nhũ ná này thì sâu ăn ná này, bọ cánh cam ăn ná này đủ thứ loại sâu, nếu chúng ta áp dụng kịp thời mà đúng cái lập lộc, lộc lộc mùa xuân, lộc lộc mùa xuân ấy ra một lớp đầu tiên mà ra đều đặn nhau thì nó sẽ già sớm và cây chúng ta sẽ hoàn toàn cái mùa sâu bệnh thì nó nó sẽ sau và cái khi nó già rồi thì sâu bệnh không bao giờ tấn công được các bạn nhé, thì điều biện pháp này mình áp dụng rất là là, là là lâu rồi và rất là hiệu quả luôn các bạn nhé đấy thì đem lại cho ta cái lợi ích rất là lớn thì video ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn Thì các bạn mà thấy hay hữu ích xem có phần nào áp dụng được đối với cái vườn bưởi của mình không thì các bạn hãy đăng ký kênh like chia sẻ để ủng hộ mình cũng như là để đón xem uh, những cái video mình chia sẻ tiếp theo nha các bạn rồi xin thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.